Xin chào tất cả các bạn đến với hội sử dụng phần mềm 4C HAU. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh hiệu chỉnh trên phần mềm SolidWorks phiên bản 2014. Nhóm các lệnh hiệu chỉnh gồm có Fillet và Chamfer. Đầu tiên là Fillet. Fillet này, chức năng chính của nó là thực hiện các chức năng bo cung tròn. Fillet Style là xác định kiểu fillet. Đầu tiên là Constant Radio. Nó có chức năng là bán kính fillet không đổi trên suốt chiều dài của cạnh được bó tròn. Là cái bán kính bó tròn này sẽ không thay đổi trên suốt cái chiều dài của cạnh này. Trong đó nó có các lựa chọn như sau. Tiếp theo là Tangent Progression. Nó sẽ là có ý nghĩa là chọn chuỗi các đối tượng tiếp tuyến nhau. Full Preview là hiển thị đầy đủ kết quả trên các đối tượng đã được chọn. Các cạnh được chọn sẽ hiển thị đầy đủ kết quả. Còn Partial Preview là sẽ hiển thị một phần kết quả, nó chỉ hiển thị một cạnh chứ không hiển thị kết quả. No Preview là không hiển thị kết quả. Đây là bán kính bo tròn. Multiple Radiant Fillet. Nó có ý nghĩa là cho phép bo tròn các bán kính trên các cạnh. Các bán kính khác nhau. Ở bán kính cạnh này ta có thể là bo là 3. Còn cạnh này là 3. Kết quả ta được. Bán kính giữa hai cạnh này là khác nhau. Lựa chọn tiếp theo là Setback Parameter. Đây ta sẽ phải bo ba cạnh. Chức năng chính của Setback Parameter là xác định cái dạng mặt tại đỉnh có ba cạnh giao nhau trở lên được chọn để bo tròn. Nó có nghĩa là nó bo tròn cái đỉnh này của ba cạnh giao nhau trở lên. Đầu tiên ta sẽ chọn đỉnh của ba cạnh. Đây là khoảng cách setback của từng cạnh. Đây là hiển thị kết quả trên các cạnh. Hiển thị khoảng cách trên các cạnh. Sex Unfinished. Nó có ý nghĩa là thiết lập khoảng cách trên các cạnh với các khoảng cách khác nhau. Ví dụ khoảng cách đầu ta cho là 7. Cái thứ hai là 5. Kết quả ra được. Ta sẽ để chế độ này sẽ nhìn rõ hơn. Đây là với các góc khác nhau. Ta có thể thay đổi. Ta sẽ nhìn nó rõ hơn. Set on là các khoảng cách này đều như nhau.
Phần tiếp theo là variable radian. Nó có chức năng là bán kính fillet thay đổi trên chiều dài của cạnh được chọn. Một cạnh được chọn này, bán kính nó sẽ không giữ nguyên trên suốt chiều dài này mà nó có thay đổi. Đây là giá trị bán kính này. Còn đây là nhập bán kính cho từng điểm. Đây là số điểm chọn. Ta có thể thay đổi đây. Bán kính cho từng điểm. Dụ bán kính của điểm đầu ta cho là 10. Đây là chọn các điểm. Có thể thay đổi. Smooth transition này là đường chuyển tiếp, nó sẽ là đường mịn. Còn strain transition, đường chuyển tiếp sẽ là đường thẳng. Có sự khác nhau. Ta sẽ thay đổi các góc này, ta sẽ nhìn nó sẽ có sự thay đổi nhiều hơn. Đây, phía trên sẽ là đường mịn, phía dưới sẽ là đường thẳng. Phần setback renter này thì nó giống như các lựa chọn của phần constant radian. Lựa chọn tiếp theo là face fillet. Nó có ý nghĩa là cạnh chung của hai mặt được chọn thì nó sẽ fillet. Rồi ta chọn mặt đầu tiên và mặt thứ hai, cạnh chung sẽ được fillet. Mặt đầu tiên, mặt thứ hai, các cạnh chung sẽ được fillet nhau. Những phần lựa chọn này giống như phần constant radian. Lựa chọn cuối cùng là full round fillet. Nó sẽ có ý nghĩa là chỉ ra ba mặt, mặt chuyển tiếp giữa hai mặt sẽ được bao tròn. Mặt đầu tiên, đây là mặt chuyển tiếp, mặt thứ ba, mặt chuyển tiếp là mặt trung gian sẽ được bao tròn. Vậy là mình đã giới thiệu xong lệnh fillet. Tiếp theo là lệnh chamfer. Chức năng của lệnh chamfer này là vắt mép các cạnh của chi tiết. Nó có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là Edition. Nó sẽ có ý nghĩa là kích thước được vắt mép được xác định bởi một góc và một khoảng cách. Đây là khoảng cách.
Còn đây là góc. Philip direction là đổi hướng. Select from file. Nó có ý nghĩa là cho phép chọn xuyên qua các bề mặt. Phần tangent progression. Nó có ý nghĩa là chọn cả phần tiếp tuyến. Kết quả ta được như sau. Lựa chọn tiếp theo là descending. Nó sẽ là vat map với hai khoảng cách khác nhau. Nếu ta chọn equalization, hai khoảng cách này sẽ bằng nhau. Để chọn những phần này thì giống phần trên thôi. Hiển thị kết quả đầy đủ. Hiển thị một phần kết quả và không hiển thị. Tiếp theo là một lựa chọn cuối cùng. Vertex. Vat map tại đỉnh giao của ba cạnh. Ta chọn đỉnh. Ta chọn khoảng cách. Kết quả ta được.